Hello, xin chào mọi người. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình đang tiến hành là bắt đầu là đem cánh cửa vào rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Đây là cánh cửa chúng ta nhé. Tiến hành là đặt vào để chúng ta tìm cái vị trí mà để kết nối lại mọi người ạ. Đấy. Hiện tại đang bị một số vấn đề trục trặc, đó chính là những cái kẽ hở này. Mình cắt ra bây giờ lắp lại nó hơi bị lệch một chút mọi người ạ, tại vì cái vỏ mà nó bị có vặn đấy. Đấy, mọi người đang kiểm tra. Mình lắp vào bầy xong mình tiến hành là cái bàn lề thì mình làm xong sáng nay rồi mọi người ạ. Sáng nay là làm xong rồi. Thì giờ sẽ là tới công đoạn gắn kết nối mọi người nhá. Kết nối bàn lề và vào khung cửa của cánh cửa này. Sau khi kết nối xong thì bọn mình tiến hành là làm những phần cố định ở cánh cửa cũng như là kiểm tra xem nó như thế nào mọi người ạ. Đây. Không, đoạn này vừa đi. Nhưng mà đoạn này cao quá. Rồi đây này. Chuôi thấp mà. Đấy, được chưa? Được trên này nhưng mà dưới là cao luôn tí. Đây là nó ở đây. Ở cái ở khung ở xe phải không? Vừa rồi. Cái này không cái vòng cái đáy thì mới cái đấy. Đấy vừa đấy. Đấy, độ đầu nó vừa luôn ạ. Ôi độ nhưng mà bên trên này. Ừ, lấy bên trên trước ạ. Đấy mọi người ạ, nó đang bị nó chưa thể nào mà gắn kết được, mình phải tìm ra cho nó khớp vào sau đó mới tiến hành là làm bàn lề được. Làm bàn lề làm bàn đoạn được chưa? Cho tới đáy thì được chứ. Bàn lề thì mọi người ạ. Đây. Bàn lề lắp vào đây rồi nhá. Bàn lề đấy nhá. Cho hai bên vào luôn. Để vạch liền. Cho hai bên gì? Hai bên cánh cửa vào luôn để vạch đường phẳng luôn. Không, mình nghĩ cho cả vẫn có mình gì chứ. Nhìn đây. Bàn lề thế nhỉ. Nói chung là bàn lề có thể chát cho nốt cái bên còn lại vào mọi người ạ. Xong cái này xong rồi lắp cửa lại phải làm hết một lượt vỏ lại nữa. Mới đồng mới làm cắt. Cắt gì? Cắt cái mô rùm đấy. À ừ, nó khớp phải á. Cho nó cái bên kia vào đi nhỉ. Cho vào đi. Này thì có vẻ gì hơn nhỉ. Đỡ vặn nó bên kia nhỉ. Đấy, cánh cửa bên này mọi người ạ. Mày nói kéo lên á. Không, cái đoạn này phải để hở ấy. Còn đấy còn hở. Thôi thẳng cái đường chỉ này. Nhưng mà đường này đúng không? Nhưng mà bây giờ phải kéo ra như này. Cái này thì tính sau. Cái chỉ mình lì lại sau. Bên kia đó chứ. Xem mấy hai bên cân. Chẳng mấy bên kia. Thì thôi chứ. Sau tí nữa mình mà mở cửa ra mình phải cắt hết cái đoạn sắt đi nhỉ chứ nhỉ. Ừ, cái sắt này vứt đi mà. Cắt hết cái khung sắt này. Mỗi cái khung này để. Cắt hết xong này thì nó mới bật ra được. Làm xong bàn lề làm cửa vào có lên được không là quan trọng đấy anh em ạ. Đấy ra mới được 16,7. Cái này bị bó phòng chụp. Bên này chuẩn à? Bên này đỡ hơn.
mấy? 16 phẩy mấy, phẩy bảy đi. Bên đây chuẩn hơn. Bên đây là đường của nó đúng gờ kiểu này nè. Ý là mình rồi nó phải vẽ. Ừ, tức là nó phải gọt ra bên ngoài của cái thằng vỏ này thì nó mới nhấc lên. Mà ở đây thì cái gờ này cũng là gờ to nhất. Nhìn. Yeah. Ừ. Chúng xe zin cũng vậy các bạn. Xe làm đường bo ở đoạn này này. Được rồi đấy. Tạm tạm đấy. Mình đính tai rồi. Nhìn. Yeah. Tới một đoạn đính tai này nha bạn. Ok. Mình tính tay. Con mới mà, lấy con mới này đúng không? À, lấy con to này đấy. Đi con bao nhiêu? Làm một bên là làm được hai bên mà. Còn bao nhiêu con này nữa? Đây anh em ạ, mình đang định là sẽ dùng, đây là cũng là cái bàn lề của ô tô cũ đấy. Thì bây giờ hơi phức tạp một chút, còn mình sẽ tiến hành là làm hai bàn lề này. Làm từ cái hàng ngàn như này này. Em hình không? Sau đó là chúng ta sẽ kẹp cái bàn lề ở trên khung xe ở vị trí này. Đây em nhé, ở vị trí này này để nó vào giữa này, sau đó chúng ta bắt ốc, bọn mình tính kiểu vậy cơ thì nó sẽ chắc ấy, hai cái bàn này mà kẹp vào vậy chắc là chắc chắn luôn đấy chứ nhỉ. Ừ. Đây kẹp vào trong cơ nó vào giữa này, đó xong chúng ta mới nghịt ốc lại, tổng cộng là mình ba cái bàn này. Cơ này không, ý là đang nói ổn, ví dụ như vậy đang nó đang có cái này không. Ừ. Thì mình lấy một cái mảnh sắt 6 ly đấy, làm một cây làm sao luôn được đúng cái mét trong mà này, và một thanh nữa mé dưới này, xong là mình mới hàn, nghĩa là hai cái này chập với nhau xong khoan lỗ để vừa á, xong lúc đấy nó mới hàn thành nó gần như một cái hộp đấy, xong là để cái hộp đấy mình bắt vào cái khung cửa này. Thì ý là cũng không dùng cái này à? Không, cái này quá rồi đấy. Không, ý cháu định mà mình lấy cái này mình cắt đi ấy. Không, cái đấy không đi, lấy cái này làm mẫu đúng không? Ừ, mình lấy cái đấy, cái này với cái này nó là một cái hai như nó như nhau mà. Ừ, thế là mình lấy cái này mình làm mẫu đấy. Đó, nó kẹp lại luôn. Ừ đó, tức là nó cũng như vừa rồi thôi, là hai cái cũng... nhưng mà mình lấy hai tấm sắt đi. Đúng rồi, tương tự như vậy luôn. Thế mà mình lấy cái này thì nó dày quá nhỉ. Vậy mình nó phí, đôi khi mình còn làm nữa mà. Mình dùng để cho con Pagani nhỉ. Ừ đấy, Pagani cũng có đã có đâu. Cái này phải tí nữa anh em mới hình dung ra được chứ cái này. Khó khó. Nói chung là vậy này. Nói chung cái này nó cũng khó một chút, nhưng mà mình làm được vậy thì nó cứng. Còn ví dụ mà mình chỉ làm một cái thanh mình bắt mé trên này thôi phải không? Nó thì có vẻ hơi yếu. Nhưng mà mình làm kiểu kiểu ngậm như thế này. Khi mình lắp trên cả dưới luôn. Ờ, khi mình lắp và mình đút nó vậy. Nó vừa tâm ốc phát mình bắt rồi. Nó xuống nó nước lại. Đó. Đấy, thấy chưa? Tay phải còn lên mà anh em. Đấy. Thì đấy. Là câu chuyện là sẽ như thế. Sẽ dùng sắt 6 ly luôn kiểu thế nhỉ? Ừ, 6 ly được đấy. Đấy, và để cho gắn vào cái cửa vào thì đang tiến hành là làm bàn lề ở đây anh em ạ. Đây là mình thiết kế cái bàn lề kép anh em ạ. Cái bàn lề này thì mới là cái quan trọng này. Đây. Bữa còn nóng lắm. Mình sẽ phải thiết kế là một cái bàn lề là dùng hai thanh như này nhá. Cắt bốn thanh như này. Để mình làm cái bàn lề anh em, xong rồi mình khoan lỗ nữa. Đấy. Làm cái khung thép. Cái lỗ à. Cái bàn lề từ kia vào đây mà không bàn lề từ đây vào thì có một cây cắt một cây thôi, cắt một cây từ đây lên đây để làm cái khung khí nó cứng đấy, không để sau này cái hộp này nó đi vào đây, cây này cắm lên đây, cắm vào cái cây chính đấy, cắm cây chính đấy, chưa một cái bàn lề chưa, cái bàn lề đang làm kia là vào cho vào đây. Mà anh vẽ cái đường này là để không ném trên này, nó có 3 cấp cơ. Đây là cái hạn mức của ngoài để mình không xít đến nó.
còn bắt đầu từ mé trong này là thép vào đến đây, thép thép ký, xong mà dập vào bên trong này là một cấp vừa vừa nữa là để cái gioăng cửa đấy, gioăng khi lươm nước mưa rơi chúng nó không vọt vào, xong một cấp hộp nữa, hộp nữa tầm này. Nên mỗi cái này mình làm vừa vừa thôi. Cấp thứ hai nó đến đây để vừa cái gioăng là được, còn cấp thứ ba là nó lọt hẳn xuống đây rồi, còn trong này nó lõm mà, xong rồi nó chỉ tầm sát vỏ này thôi. Nó chỉ có dày, chắc là dày rán tầm này, rán tầm này, dày tầm này. Còn cái khoang này là nó lõm. Đây, đây cái khoang lõm của nó đây, nó sát vỏ, nó sát đỉnh vỏ luôn. Này chú Đạt à, lấy tản nhiệt đấy, thấy bảo lấy tản nhiệt nhưng mà quên quên ra chú. Ô nhẹ nhỉ, cái này bên Trung Quốc. Tháo đi, tháo đi. À, ui dồi, mắt đẹp chưa? Ừ, rồi. Chuẩn xịn luôn, mỗi tội là móng nhẹ đấy. Nó toàn bằng nhôm thôi mà. Nhôm á? Ừ. Cái này nó dùng cho ô tô thì... Nguyên Trung Quốc à? Trung Quốc. Mình tưởng ở đây có nhưng không có. Cái này mình làm cái cánh trước ấy. Ngang mấy chục phân ấy, dài mỏng nhỉ? Ờ cũng được ấy nhỉ, được chứ, hay được không anh em? Nó hợp, nó hợp đấy. Chung bao nhiêu chỗ mày, dài bao nhiêu? Dài 1m2 đủ thoải mái trong kia mà, đằng trước mà. Mình gặp vào bài hỏng mất rồi nè, nhôm mình vẫn ép ra nó bị vỡ hình đất hình đấy. Đúng, đó chứ. 120 đấy. Cái này là chú đây các bạn ạ, cái cả đằng trước này đó, đây xong mình sơn vào đúng không? Không đủ, không đủ chưa? Ngay cái lô lô giữa rồi mà, ngay ở giữa rồi hả? Đấy được, vậy đủ đẹp đấy, mình duỗi thẳng ra được đấy chú ạ. Nhờ ngay ở cái ô giữa còn hai bên kia là cái khác, duỗi thẳng ra được mà. Cho mình sơn màu đen vào anh em ạ. Có khớp không? Có được không? Được chứ. Đây chỉ cái này là ví dụ có những cái kia mắt hơi to. Ừ, cái này được đấy. Nó là đồ ô tô phải không? Đồ ô tô chứ. Nó là lưới tản nhiệt ô tô. Ồ, cái này hợp này anh em nhỉ. Nó bằng nhôm nhưng mà tội nhẹ lắm anh em ạ. Mình thấy nhẹ lắm. Lục giác rồi. Ở trong áp nó cũng như này phải không? Này, mắt cũng tí tẹo cũng lục giác vậy. Mắt cũng tí vậy đó. Nè, mắt lại ai nhỉ? Mắt hơn đi. Là một đoạn cái cây này thì nó ở bên trong này thì nó. Đấy, mình làm khung của nó này nó rất cứng ngay. Ok. Mọi người ạ, thì sau khi mà chú Lợi mà lấy xong mấy cái điểm bên trong này rồi này. Mấy điểm vừa lắp vào để lấy điểm đấy, thì bây giờ chúng ta đã có mấy cái điểm vào đây. Đây sẽ là toàn bộ những cái khung mà chúng ta sẽ cần là phải làm vào này. Đây là cái đoạn màn lề này mọi người ạ. Đoạn này để chống nha. Đấy. Đây, toàn bộ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm cái khung ở đây thì gọi là mình kết nối lại toàn bộ cái khung cửa này để cho tránh biến dạng, cũng như là phải có cái khung vậy thì cơ mình lắp màn lề vào thì nó mới dồn lực được đều mọi người ạ. Và nó mới lên được đều được. Ở giữa này có một cây này. Ở đây, màn lề ở đoạn này. Đây cả hai cái luôn nhá. Sẽ đem ra ngoài này xử lý mọi người ạ. Đấy. Đây, trời thì tối rồi, mấy chú cháu mình đang phân tích là bảo là cái cây này không có cứng không anh em ạ. Đây là cái cây, là cây ống đen đấy mọi người ạ. Thì mấy chú cháu mình đang dùng cái cây này đây.
nó dày thì cái này được có khoảng độ ly rưỡi rồi chú ạ nhỉ? 2 ly. 2 ly à? Được 2 ly không? Được á. Nhưng mà nó là sắt ống đen ấy. Đây. Sắt ống đen. Sắt ống đen thì không, ở trên trên con xe thì xe ô tô thật người ta cũng dùng cái ống ống kiểu này chú ạ. Nhỉ. Yeah. Đấy nó thì là ống mà, nhưng mà ống người ta kiểu ống nhà máy hay sao? Ống xịt. Ông đương nhiên rồi, ông ở ô tô thì nó là lại sắt cao cấp hơn một chút đấy, thép cao cấp hơn. Thì đặt cái vị trí này anh em ạ, một cái cây ở giữa này nhá. Thì là, cây này là cây duy nhất là mình dùng cây ống đen to này thôi. Còn ở bò này thì mình sẽ sử dụng sắt nhỏ hơn. Thì mình vừa đi kiếm mấy khung sắt này này. Vừa đi mua thêm vài cái thanh sắt này. P21 nhưng mà nó dày. Nó dày như này này. Đấy anh em ạ. Thì bọn mình xé những cái cây nhỏ nhỏ này. Ui nhưng mà nặng lắm chú ạ. Nó nặng lắm. Thì mình sẽ uốn theo cái điền đường vẽ thôi nhé. Tại vì ở trên đây không để cây to được anh em ạ, mà cây tí không. Thì... cái cây phải giải thích cho anh em biết không, anh em lại bảo là nó dày vậy thì nó lại nặng, nhưng mà đây này cái điểm này là cái điểm chung vào cái bàn lề, và cái điểm này thì mình phải cần cái cây dày vậy, cứng vậy để đi lên nó vào cái bàn lề này nữa. Đúng rồi. Đấy. Mà to thì không được, to thì mà to này nó lại dựng, cho nên là mình cần cái cây để bám theo đường này. Không giấu đi được. Ở điểm này thì mình ở trong hộp mà mình giấu đi được. Còn đoạn này, đoạn này nó nhỏ lắm, nên là mình phải bắt buộc là phải làm cây nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà phải cứng nha. Đúng rồi. Thì phân tích là sẽ ở đấy là sẽ cái cây to ai nhỏ mà đã cứng, nhưng mà cây nặng lắm. Đấy là có một cây nhỏ. Cho mài hết cỡ đi rồi, cái vỏ này mài hết cỡ đi rồi cô. Nãy mài cả bục, tấm kia mài bục mất kìa. Thế là phải đắp lại. Anh em này có. Muốn nặng rồi lại cho cây giấy bịch vừa nặng thịt. Đó nhỉ. Chỗ này anh em ạ. Vị trí này này, và mình sẽ phải gia cố thêm xuống đây nữa. Thì theo nguyên lý nó sẽ dồn lực đều vào toàn bộ các cái góc của cánh cửa này, chứ nó sẽ không dồn ở một góc mà thôi. Thì sau này nó sẽ về quá trình lâu dài cũng như là vận hành nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ dồn lực đều mà, thì cánh cửa nó sẽ kiểu có tuổi thọ cao hơn đấy. Cái này phải cắt rịa rịa ra ôm xuống hả chú? Không, để về uốn luôn. Uốn luôn đấy. Rịa ra nó yếu. Đi khung luôn. Không may uốn mà. Ép xuống nhỉ. Đấy mọi người, Nguyên thì đang thiết kế cái bàn lề nhá. Nay thì tập trung vào tính toán nhiều quá không quay cho anh em xem nhiều. Đấy anh em ạ. Rồi, hai cái cửa ông ta này. Bàn lại ạ. Làm xong được phần hộp và khung này, mình sẽ lắp cả bàn lề vào, xong rồi test thử mở lên túi xem nó có hợp lý không. Cái này mình về chưa làm hộp được luôn nhỉ? Yeah. Không, cái hộp làm sao? Ừ, cái hộp. Tức là làm xong. Cái này này mình chỉ cố gắng làm sao làm cái nguyên lý. Đúng rồi. Mở lên xuống, lên xuống của nó thôi. Cái khó nhất là cái nguyên lý của nó. Hộp thì nó liên quan kính cửa cái thứ đó, đánh dấu để muốn là chút. Tại vì đây chỗ này cong anh em nhìn thấy chưa? Em cái này cong chưa? Uốn một cái cây này chú lời bảo vậy, nếu mà mình cắt ra mình làm từng đoạn rồi thì nó sẽ yếu. Thế là uốn, đây cắt như này, đây là cắt này. Nhưng mà đây là khuôn đỡ tạm thời nhá. Bọn mình làm xong thì mình sẽ vớt cái khuôn đi này. Đấy. làm gò đơn giản. Cái sau này gò hộp bên trong mà. Gò rồi nó đấy thì nó mới cứng được chứ sợ nó đi nó bị ngã mất đây. Còn trong này nó là cái hộp thì chủ yếu là đoạn này thì không sợ. Đoạn này cái hộp đoạn này không sợ. Mình biết mình dồn được đều là được. Đoạn này thì nó hộp bên trên này thì này. Cánh này nó đây này, cái điểm đơn, này. Đơn độc mã này. Này cũng nặng này. Điểm này thì mày đi sắt dày nữa chứ. Cái cây sắt này thì còn nói gì nữa. Chú nhỉ? Chú này nó ở bàn lề nó đi ở chụp bàn lề nó không đông lên cơ. Đây đi, cái này đi. Đây là cái nặng lên đi. Đuôi này là một hột sắt này thế. Đây thế. Không mà cái này là nặng chú này, cái này là nặng đi. Thì đã bỏ cái chú này nặng chú này không nặng mấy.
Bởi vì nó là cái này bám vào sát xe mà. Cái bám sát xe cái nâng lên là nâng cái đằng này lên mà. Đúng không? Nâng lên là cánh là đẩy đây. Hai cái này nó đẩy lên nó chịu lực ở đó. Nhưng mà sau này ở đây quá phức tạp. Cái đám này nó có cái hộp rồi. Chỗ này mình chỉ làm thép xong rồi mình làm đi cái đường mình làm cũng xít này. Ý là sợ cái hệ thống không nó không đỡ cái thôi. Còn này mình đi dàn chéo. Đây là cái này đi bám vào bám thành sau này hộp nó còn ra vậy nữa mà. Đến tầm này nữa. Dạ, to gì. Đây má. Ê, cái này chúng mới rất cao à. Cái đây là giá nữa, ngay giữa ông rồi. Đóng không? Đấy là gì? Đấy là lúc mài đi nó ra cái mấy cái chỗ mà mình cái bột bên trong nó không chín đấy. Ừ, thế là gì vậy? Đấy các bạn, nói chung là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong việc lấy mẫu của các vị trí bản lề. Ngày mai thì sẽ hoàn thành xong cái phần khung cửa rồi. Đấy, tích hợp nãy là bọn mình gắn cửa vào để tích hợp vào tìm ra cái điểm vị trí của hai bản lề nữa. Nói chung là mấy cái chi tiết bản lề nó rất là cầu kỳ mọi người ạ. Và khi hoàn thành cái phần cánh cửa thì bọn mình mới tiến hành là làm hộp cửa bên trong được mọi người nhé. Đấy, có quan trọng nhất đó chính là cái nguyên lý hoạt động của nó. Còn ngày hôm nay thì mình quay đoạn ngắn ngắn để gửi với anh em vậy thôi. Bây giờ thì trời khá là tối rồi, mình cũng xin kết thúc vlog ở đây. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhá. Hẹn mọi người clip tiếp theo nhé, bye bye mọi người. Đấy, mình nghĩ là quăng cái xù của anh em ạ.